Nãy chị dạo qua là mở rồi, mà nó đù chứ. Bu xe bu ghẻ luôn, trời đậu không. Rồi nó không ngại gì. Đậu sửa hết trơn à, kính đơ à. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy mà không xin chạy vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hiện tại mấy anh em đang nằm ngoài trời nha bạn. Thì mình vô mình dọn cơm cho vợ mình ăn. Thì mình suy nghĩ được một cái màn tròn để hốt tròn cu di một thằng nha bạn. Thì các bạn cũng biết là cu di nó đi làm ha, lúc nào nó cũng mặc áo khoác, trong áo khoác đẹp đẽ lắm nha bạn. Vô xong cái nó bỏ vô cốp xe nó. Nói chung là hôm nay mình sẽ mượn chiếc xe của cu di để mình đi chợ mua đồ về quê ẩm thực để mình hốt tròn cu di một thằng nha bạn. Thì các bạn muốn biết cái màn tròn này như thế nào thì các bạn cứ theo dõi clip hôm nay thì các bạn sẽ rõ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra chợ để mượn xe của cu di đi chợ nha. Sẵn mình rủ cu te đi chợ chung với mình để cu te nó hợp tác cùng mình để hốt cho cu di một thằng nha bạn. Rồi mời tất cả các bạn cùng theo dõi clip hôm nay coi nó diễn biến như thế nào và sẽ ra sao nha các bạn. A few moments later. Chào các bạn nha, mình là cu te nha các bạn. Mình cũng là cu te nha các bạn. Đang yên đang làm đang nằm giống như em ngủ ở đây không biết làm gì nữa, thứ dữ nữa. Đâu có, ngủ cu te đi gặp cu te, tại vì mày là cu te, tao cũng là cu te đúng không? Bởi vậy ngủ cu te đi gặp cu te, ok không? Dữ vậy à. Đây mình đã mượn được chiếc xe của cu gì vậy bạn? Đây đúng rồi, chiếc xe. Đó. Nó chạy Sirius ERC nha bạn. Thôi, không chiếc xe này ERC thứ gì chịu nổi. Đây thì mình nói với Duy là mượn xe đó đi chợ mua đồ cho em thật nha bạn. Đâu phải là đi mua đồ của em thật đâu, đi mua đồ để cho nó chứ thật sự là không phải là mua đồ của em thật nha các bạn. Đây thì mình đã bàn với xe là màn tròn của mình các bạn. Đây là 5 trứng hộp gà thúi của mình nha các bạn, gà của nhà mình đẻ nha mà nó ấp. Không đẻ gì của mình, gà của mình ừ mà nó đẻ nắp hết trơn rồi nó nở, còn lại 5 đây, trứng này thúi mà nó không đó. Nở các bạn, đây 5 trứng gà này nó bị thúi nó không nở được nha. Mình vô kêu gà lấy 5 trứng nha bạn. Đó mình chạy đi mua thêm 500 ấm tôm đi bạn. Đây đó có 500 tôm nữa nha. Bữa nay thì sẽ giới thiệu với bạn màn tròn tới liền luôn nha bạn. Đây chiếc xe huyền thoại của cô Duy, bây giờ mở cốp xe. Đây các bạn thấy không, cái áo khoác nó cái áo khoác nó đi làm nó cũng mặc cái áo khoác này nha bạn. Đây áo khoác da báo hay da bò hay là da cọp gì đó. Ơi sao tôi thấy dày mò vậy, tôi gỡ cái đây. Trời ơi dày dữ chạy. Dày mò, dày mò dữ o. Nói chung là áo khoác nó rất là đẹp nha bạn. Đây, wow. Cái áo khoác không quá tuyệt vời bạn kẹp. Ủa nó của nó bạn của ông bạn sao vậy bạn ông nói vậy, áo khoác bự nhẹ mà thơm đó nha bạn. Dạ thơm hoa trời, tính ra hàng này nó đi làm mà nó mặc áo xả cơm ho ha, xả nước xả thơm phức luôn trời. Bữa này mình sẽ xả thêm cho nó thơm thêm chút nữa nha bạn. Đây mình sẽ bỏ qua bên có gì thấy không, có nè, có tới luôn nè, có tới nè, tới nè, không gà hút. Đủ không tết chơi pháo đã giờ chơi nữa quen. Một cái bãi hộp gà mà nổ túi cho nó không. Anh đàn ơi trời quen mấy đi cà nổ. Trời ơi lủng le. Sắp nổ rồi nè bánh xác bây giờ. Chiếc này sắp nổ rồi bạn. Sợ quá. Nổ rồi. Quá trời thủi rồi đậu không. Gà thúi thiệt trời. Ủa ông tính khai mạc cho nó húi không, cho biết mùi vị cỡ nào không? Mùi vị thơm tho bắt mắt. Đây mình sẽ cho cái áo nó vô đây nha bạn. Đây đây đây. Rồi mình sẽ ngồi cho nó dính hộp gà thúi nha. Giặt đồ. Sao không ai giặt đồ? Ông đang xả cơm pho vậy đó, phải không? Ui. Chặn nó thúi. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi chết bà rồi. Vậy mà ông còn thử được ngay vậy trời. Gì lắm húi các bạn ơi, đậu bọc tên. Sao tôi ngu dưới trời. Trời ơi, nó có cái lỗ nó hút nước. Mày cho nắm vô cái áo mới được. Nó nhiều không hết trơn hả? Còn nhiều lắm. Mà nó có cái lỗ nó đang hút. Gì chiếc xe có lỗ hút gì hèm hả trời. Ừ nó hút dưới đây nè ông nội ơi nè. Chết đi các bạn ơi, chết đi trời. Chết đi, húi luôn mày. Rồi. Ừ, có cái lỗ đó. Rồi nó chảy xuống đó. Nhưng mà húi dữ lắm rồi bạn, không sao. Bao nhiêu đây là đủ tới cùng chuyện húi rồi. Dữ lắm húi rồi. Ông phải bỏ thêm nữa. Ông bữa nay làm dù thơm cho nó mà. Đây này bỏ thêm nè. Đây các bạn ạ. Trời. Mua nhiều chai vậy? Mình tại 5 chai. 5 chai hả? Này kêu mua chục chai, mua 5 chai cũng thiếu hàng dưới trời. Ông 5 chai đủ thúi banh xác luôn. Chục chai nó mới chịu. Chục chai nó khé luôn á. Vô tay mình mới biết cái mùi vị.
tôm, một gà thúi nha các bạn ơi. Cỡ nào lúc trước là mình chơi ổ vịt thúi các bạn, nhưng mà ổ vịt thúi giờ nó không bằng ổ gà thúi của mình này. Gà mà gà vườn của mình nó đẻ ấp xong nó mấy cái này nó bị thúi nó không cỡ được. Thúi dữ lắm thúi. Biết sao ổ gà của ông mà dữ dằn không? Bạn có tiếng pháo nổ nữa. Tại nổ ghê. Bốt trời. Trời giờ các bạn ơi, chèm bẹp lắm. Ơi tôi cầm luôn luôn chạy. Tôm với mèo ba trà nữa lặng. Ông này giống con ông chăm chỉ vậy trời, gặp sao chơi luôn. Sao ối luôn vậy? Mỗi lần chơi tao ông chăm chỉ ghê luôn trời nè. Đó, nó phải thưởng thức được những cái mùi vị này. Tại vì năm nay là sang năm mới rồi không? Đúng là vậy. Để đó nó hưởng thụ, hưởng thức rồi chứ đâu có cho nó không mà hoài được. Mà gà húi mà thêm 5 chai bóng tôm nữa mà. Thì thôi nói chung là không thúi đâu. Là cái áo này thôi khỏi nói luôn. Đi tới đâu là ta hùng cái đó luôn. Cái áo này mà nó thấy có chìa mà nó nhặt ra. Nhưng mà 50 ngàn sao bông nó chưa hết thúi. Có khi nào mà cái áo này của ông làm gì vô kia làm chi nét đâu trời. Ok nó khoái nó mặc hoài không giặt được ké đúng không? Mày không trời. Ờ đúng luôn. Đúng không? Quái thiệt ơi. Con ghi gì? Nó chiếc này nó cáo bác này nó mặc mà nó khoái mùi này nó không giặt cái bạn nó mặc tới năm sau luôn chừng. Mày chạy nó khỏe nó làm gì lâu vậy bán. Ủa cái cuối cùng đó hồi đợi. Mày khoán liếm miếng này vậy trời. Mày hãy dậy đủ thúi chưa? Ông kìa cũng chết luôn á. Mày hãy dậy đủ thúi chưa? Chưa đâu, tôi không có chọn ra nữa. Đúng hả? Tại tôi đứng trên gió mà cái mũi tạt chứ rồi. Đây nè. Đúng rồi nè. Rồi cái này giờ thành cái áo mắm tôm luôn. Không phải cái áo rồi, mất tiêu lắm luôn. Đó là chiếc áo khoác xinh xinh mới mua ngày nào trời. Giờ đây sao thúi quá đi rồi. Hớn hở dữ trời. Còn phải không vậy rồi. Rồi 500 bấm tôm và 5 chiếc hộp gà thúi. Nó đã vô trong cái áo của thằng Chu Di hết trơn luôn nha bạn. Thấm rồi nha các bạn ơi. Dữ lắm thơm mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn tin cho quý viên. Mình sẽ kêu quý viên nó đặt hộ mình một cái camera quý viên nha bạn. Thấy mình chạy kìa. Thấy mình sẽ làm cho Di nó một sự bất ngờ chứ đúng không? Ôi tôi sợ quá quê. Ai giờ ông cũng cài nổi dán chứ. Giờ tôi đi ông tôi gùng mình rồi đó. Có mà Di bữa nay trời ơi, gụi bay lại dẹ te áo bực dạ chứ trời ơi. Ôi gụi thì vô vé luôn. Không bây giờ các bạn chờ mình với Te trong giây lát các bạn. Mình sẽ nhắn tin cho quay phim để cho quay phim nó biết về cái màn tròn này. Để mình nhờ quay phim đặt hộ mình cái máy quay ở nhà nha bạn, ở trầu nha bạn. Để mình chạy xe về để tao sẽ bất ngờ cho Di nha. Vô kẹo rồi Di ơi. Mời tất cả các bạn cùng đón xem màn tròn hôm nay ở gồi Di sẽ phản ứng như thế nào khi nó phát hiện được cái áo khoác và cái cốp yên của nó thúi như là trái chuối nha bạn. Coi nó phản ứng như thế nào nha. Xỉu chứ sao. Let's go nha bạn. Bây giờ mình sẽ lên chạy mình ngồi nhá bạn. Cô Di đang đang chụp chạy vô luôn á. Bây giờ mình lén lén ra đây, mình đặt máy quay nha bạn. Cái điện thoại các bạn. Không sao, hồi cũng trồn cô Di sắp mặt. Mình sẽ chọc ngóng cái bạn trồn cũng sao bạn. Hồi mình sẽ nhắn tin cho ông Sàm biết là cái chỗ đặt máy quay của mình nha bạn. Để hồi ông sẽ canh chiếc ông canh ông đầu chiếc xe ngay chỗ này luôn. Là các bạn. Bây giờ mình sẽ lên chạy, mình nằm rồi mình sẽ nhắn tin cho ông Sàm biết còn cái vị trí mình mới quay nha bạn. Cái này a few moments later. Chạy ơi, 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 chạy ơi
Hey!